Chiều ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện đang có một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc di chuyển dần xuống phía Nam và có xu hướng tăng cường lệch Đông. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10, tại Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, cơ quan khí tượng cảnh báo. Các trung tâm cảnh báo thời tiết ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, khoảng ngày 7 tháng 10, miền Bắc sẽ có gió đông bắc. Trong tháng 10, áp suất không khí lạnh ở miền Bắc sẽ tăng dần lên. Về cơn bão Coi-Nu, cơ quan khí tượng cho biết, vị trí tâm bão này đang ở tọa độ khoảng 22 độ Vĩ Bắc và 120,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Bão đang mạnh cấp 12 đến 13, giật cấp 16. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong ngày 6 tháng 10, cơn bão Coi-Nu đi vào biển Đông và có thể suy yếu dần,